Pondy, ứng dụng giao tiếp tiếng Anh miễn phí. Ở đây, bạn sẽ được gặp và giao tiếp với bạn bè trên khắp thế giới thông qua một nhân vật ảo. Điều mình thích nhất ở ứng dụng này chính là việc bạn không cần phải show mặt khi nói chuyện. Bạn có thể là bất cứ ai, học sinh, sinh viên, phụ huynh, hoặc là một con mèo. Đây là bản đồ trong Pondy, cùng với các khu vực như Plaza, Lounge, Bar, Park. Plaza là nơi bạn có thể nói chuyện theo nhóm. Where are you guys from? From Indonesia. Oh, Indonesia. I'm from Vietnam. You know Vietnam? Yeah, of course, you are my neighbor. What's your name? Bloomy is my nickname, but my real name is Khá Bảnh. You can call me Bảnh. Bruh. Okay. Ảo thật đấy. Ngoài ra, bạn còn có thể vừa xem YouTube vừa chơi game khi nói chuyện nữa. Ở trong này, ba không phải là nơi để quẩy, mà là nơi để bạn nói chuyện một một với bất cứ ai. Do you know Christmas is coming, right? Yeah. Do you have any plans for Christmas? No, I haven't. What about you? I do have a plan for Christmas because I do have a boyfriend. So wow. I'm gonna spend my Christmas with my boyfriend. That's very great. Tóm lại, Pondy chính là nơi mà bạn có thể vừa chơi game, vừa trò chuyện, vừa luyện tiếng Anh mà lại còn hoàn toàn miễn phí nữa chứ. Để tải Pondy về máy, hãy ấn ngay đường link dưới mô tả. Hẹn gặp mọi người trên Pondy. Nghe nói có cả Jenny Huỳnh nữa đây. Woo! Thank you.
anh bực mình nhá. Đừng để anh nói nữa. Là sao chửi em nhá. Anh chết cha bây giờ. Thank you.